nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Rằng tôi ở tận phương xa, tôi đi kiếm Chúa, tôi bên nhà bè. Chúa ơi, bỏ Chúa lâu rồi, bỏ quên lời nguyện, bỏ quên kinh cầu. Con đi qua mấy dặm trường, trần gian tuy rộng, sao cao bằng người. Chúa ơi, tình Chúa bao la, lòng thương xót Chúa, con xin nguyện cầu. Đời con đã lắm ưu phiền, lòng con hạn hẹp, bước sao cho vừa. Ai mang theo được trần gian, mang theo danh vọng, mang theo bạc tiền. Con về bên Chúa đây rồi, từ đây con nguyện gục đầu ăn năn. Con là do kim giáp bằng kiên. Do kim gì? Giáp bằng kiên. Giáp bằng kiên. Tỉnh lại, giáp bằng kiên. Bao nhiêu tuổi ở đâu? Con 45 tuổi, con quê ở ngoài Bắc, ở Hưng Yên. Dạ. Con được ơn quay về trở lại với Chúa. Được ơn quay về với Chúa, giáp bằng kiên. Anh đã bỏ Chúa bao nhiêu năm? Dạ thưa, con bỏ Chúa 18 năm nay, con xin lỗi. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Một con người 18 năm bỏ Chúa, nhờ đâu mà sau 18 năm anh được ơn quay về với Chúa như vậy? Dạ thưa mẹ, con có nói là cha trong này giảng hay lắm, thì con mới mở mạng nên con thấy bài giảng của cha, thế con mới nghe vậy, con thấy cha giảng hay quá, con đi xin tội, con chịu lễ. Và con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cha con bớt nóng tính, như tính vì cha con nóng tính quá. Vâng, cha anh nóng tính không bằng anh bỏ Chúa. Thế ơn mà 18 năm mà Chúa còn làm được, cũng chỉ là cái chuyện nóng tính, đúng không thưa anh chị em? Mà đôi khi cái nóng tính đó, nó chẳng phải là cái gì tội lỗi, chỉ là cái tính thôi. Cái tính thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái gì? Anh cầu nguyện cho cha anh được cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Lúc đó thì cái nóng đó vẫn còn, nhưng mà cái nóng sốt, thay vì nóng để mà la lối con cái, thì cái nóng đó là nóng sốt để mà quyết định phải đem lòng thương xót xuống đến cho mọi người. Tôi cũng thuộc loại rất nóng tính, nhưng mà tôi chỉ xin Chúa không cất cái nóng đó đi, vì nếu mà không nóng thì tôi sẽ nguội, và nguội thì tôi lười, lười là tôi không có làm gì hết, là ngồi như là một linh mục công chức thôi. Đúng giờ ta làm lễ, hết giờ đi về, xong. Hỏi có nóng là gì hết, giáo dân muốn làm gì thì làm, anh muốn đọc kinh thì đọc kinh, anh muốn xưng tội xưng tội, có thì làm, có thì thôi, được không? Công chức mà, cứ tới giờ 5 giờ chuông, 5 rưỡi là lễ, 6 giờ về, 6 rưỡi đi ngủ, được chưa? Khỏi nóng này gì cả, khỏi đụng chân đến ai, muốn làm gì thì làm. Đó là cái mà Đức Giáo Hoàng gọi là cái công chức nguy hiểm vô cùng. Phải có cái nóng giống như là follow, nóng giống như là Phêrô, là lòng nhiệt tình của Chúa thiêu đốt tôi, thiêu đốt tôi, không chấp nhận những cái gì xấu, không chấp nhận những cái gì tiêu cực, không chấp nhận những cái gì lười biếng, không chấp nhận những cái gì bê trễ, không chấp nhận những cái gì mất trật tự, không chấp nhận những cái gì mà vô kỷ luật. Phải có cái nóng như thế đó, phải rèn, phải uốn, phải nắng, phải rúa bằng lửa. Cái nóng đó rất cần phải có, vì nước trời phải chiếm đoạt bằng sức mạnh, chứ không phải bằng cái chuyện lười, không phải bằng cái chuyện ỉ lại, không phải bằng cái chuyện hưởng thụ, không phải bằng cái chuyện bê trễ, không phải bằng cái chuyện vô kỷ luật và mất trật tự đâu. Cho nên điều mà anh được ơn là mười mấy năm anh bỏ Chúa, đấy là cơ ơn rất lớn. Tôi xin gửi tặng anh
một tấm ảnh lòng thương xót Chúa để nhớ rằng Chúa luôn ở bên anh, và quyết định lòng thương xót Chúa để giữ gìn anh suốt năm nay, và gửi tặng cho anh cái đề cao lòng thương xót Chúa để anh gắn vào với cuộc đời của anh, vào với Chúa. Chúa nhìn giữ anh mãi mãi. Hallelujah. Hallelujah. Nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Rằng tôi ở tận phương xa, tôi đi kiếm Chúa, tôi bên nhà bè. Chúa ơi, bỏ Chúa lâu rồi, bỏ quên lời nguyện, bỏ quên kính cầu. Con đi qua mấy dặm trường, trần gian tuy rộng sao cao bằng người. Chúa ơi, tình Chúa bao la, lòng thương xót Chúa con xin nguyện cầu. Con đã lắm ưu phiền, lòng con hạn hẹp, bước sao cho vừa. Ai mang theo được trần gian, mang theo danh vọng, mang theo bạc tiền. Con về bên Chúa đây rồi, từ đây con nguyện gục đầu.